xương các bác. Xương này là lấy từ bát từ nồi nước hầm nước lẩu các bác. Đây, lẩu khô chục chục. Cái nước lẩu này thì em đi ra chợ mua hai cái gói nước lẩu. Bác mua sẵn ở ngoài chợ ấy, mua lấy hai gói. Sau đó về ra đập thêm vài củ sả vào, thêm gia vị, một nêm thì chín đường, cái cho ít ánh đường và các loại gia vị như là cà chua tạo màu. Và bác có được nồi lẩu nước lẩu đâu, đơn giản vậy thôi. Quan trọng là cái nước xương ấy, bác mua xương này về bác ninh ra nước ngọt đấy. Thì ngoài ra những cái loại và loại thức ăn những cái loại mình nhúng á, thì gọi là loại thực cẩm, thì các bác có thể nhúng ra dạng tất cả các loại thịt, loại rau đấy, càng nhiều càng tốt. Nói chung nổ nổ mất cái ga rồi mình rồi. Đấy thì nếu bác thêm ta bỏ thêm cái ít trứng, trứng phải trứng vịt lộn quá, trứng vịt lộn thì cũng tạo thêm cái vị ngọt cho cái món lẩu của mình. Ngoài ra thì ta thêm cho cái quả dứa, dứa thì để tạo vị mùi thơm và có độ chua chua của nó. Đấy, ngoài ra là đậu, ăn thêm cả cái đậu phụ còn nó đã gây nó hai thì thịt thì các bác làm thì tùy, thịt lợn, thịt gà, thịt trâu, thịt bò đấy, thì thêm lấy con em làm thêm con gà với thịt bò, cần thịt bò thì thêm lấy cần tôm đó. Thì đó là những cái nguyên liệu mình có sẵn, mình mua được ở thuê chợ. Thì các bác muốn ăn thêm thì mua thêm, còn không gia đình ít người thì ta mua mỗi thứ mỗi ít, tránh trường hợp ăn lãng phí rồi. Đấy, nước lẩu thì đây cho bọn nhỏ ăn trước. Đang nhúng thịt bò cái đủ hết mẹ đó. Đang nhúng thịt bò không? Anh ơi! Đây, thịt bò đây. Đúng rồi, cho lên ăn mà. Thịt bò, thịt gà ăn được mà. Cái chiếu nó hơi hẹp, lấy cái chiếu mà ngồi. Làm mấy đơn ít nó ăn trước. Nhúng cho nó ăn thêm rau vô. Đấy dịch cái nồi vô đây này cậu này. Thì cho ai mua mà nít không ăn rau là không lớn được không? Nhúng thêm rau vô chứ. Đây này. Các cháu lên bàn đây ngồi này. Chuyện máy chưa? Thế thì đưa lên rồi mẹ. Bàn rồi không? Ai chưa mở tư thế? Hôm qua đây con bé lên đây mà. Mang lên đây. Bé lên đây. Đang làm võng, con trẻ này không có võng. Đang tắm mà võng. Cháu ăn gì không? Không ăn gì. Có cái tật uống là cứ phải thổi chứ, nguội hay nóng cũng cứ thổi. Đập miếng xương các bạn. Xương to quá, gấp nể. Xương này xương lợn nhá, hôm lợn hôm trước gia đình làm thịt con lợn, bây giờ đang còn xương. Nhi không có tủy nào. À, mời cả các bác nhé. Cả nhà mời cơm nhé. Tàu hóa nhập ma, ăn được. Mẹ con nhà đi nhiều chuyện nhất thế gian luôn. Cậu bói dứa con chua chưa? Chị bỏ xương này. Để phát về. Tờ giấy phát về. Mẹ có còn quyền gì nữa mà hạnh không cập nhật được thông tin gì à? Tại sao mà không bắt được nhỉ? Phải kiếm cái điện thoại cho bắt được chứ, phải bắt được chứ, bây giờ đi học vẫn như sao?